Dạ vâng, Trần Thắng xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SPTN. Ngày hôm nay Trần Thắng luật sư Đỗ Phủ sẽ được trở lại với quý khán giả trong chương trình bình luận tin tức của SPTN. xin chào anh Phủ ạ. À. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SPTN. Chào anh Trần Thắng. Vâng, à, kính thưa em một cái tin nóng nhất mà cho tới bây giờ nhiều người vẫn à, à, thắc mắc là ngày hôm cuối tuần vừa qua thì ông cựu tổng thống Donald Trump ông đã coi như gửi một cái tin nhắn qua hệ thống social, uh, Truth Social, một cái mạng xã hội của ông. Ông nói rằng là thứ ba này ông sẽ bị bắt À, tại vì uh, ông Alvin Pratt là công tố viên ở biệt lý của thành phố Manhattan, New York Sẽ truy tố ông về cái vụ mà ông đã trả 130.000 Mỹ Kim để bịt miệng cô Stormy Daniel Là một ngôi sao phim người lớn để bịt miệng cô này Thì theo anh á, tại sao cái vấn đề mà trả 130.000 cho cô này Mà lại vi phạm tội mà đi đến cái chuyện mà có thể bị bắt à, Trước tiên là mình phải hiểu là nếu mà tôi là người cá nhân dạ. công ty một cá nhân bình thường thôi à, tôi có thể tôi trả tiền để tôi dàn xếp tại vì trong vấn đề dân sự nó gọi là vấn đề dàn xếp à. và cái nguồn tiền là nguồn tiền của tôi đó là của riêng tôi đúng rồi dạ. à, công ty tôi làm bao nhiêu tiền tôi trả cũng không sao hết dạ. cái vấn đề này ở đây là cái tiền này là tiền của tôi ông Donald Trump trở lại là hay là tiền của finance của campaign Đây là của ủy ban vận động vận động tranh cử. Tranh cử đó cái vấn dạ. đề ở đây nằm cho đó số tiền không bao nhiêu trên đó dạ. nhưng mà khi mà anh xài cái quỹ vận động tranh cử cái quỹ đó nó là cho vận động tranh cử, yeah. anh phải nghe theo. Yeah. thì nếu mình nói cái quỹ vận động tranh cử thì anh phải làm chuyện nó cho cái gì? À vận động tranh cử. đúng rồi. anh làm chuyện khác á anh sẽ bị vấn đề hình sự. à. anh sẽ bị truy tố và cái cơ quan vận động tranh cử họ thì truy tố anh và chính phủ có thể truy tố anh về anh xài cái tiền là không chính đáng. À. anh xài cho mục đích cá nhân của anh chứ không không phải vận động tranh cử. anh ra vận động tranh cử không. nhưng sao. mà trong trường hợp thí dụ như ổng dùng cái tiền cá nhân của ổng để ổng mua cái sự im lặng của cô Stormy Daniel mua sự im lặng đó mà không dùng quỹ của cái ủy ban vận động tranh cử nhưng cái việc mà mua lại cái sự im lặng của cổ cũng đã ảnh hưởng đến cái mục tiêu chính trị trong lúc ổng đang tranh cử vậy thì trong trường hợp đó có bị truy tố hay không Tôi nghĩ là nếu mà trong trường hợp ông đang tranh cử mà ông bị Như, như trường hợp này nè nếu yeah. mà ông bị trường hợp mà ông đang tranh cử, ông có một cái chuyện gì đó ông im lặng cô kia bằng tiền đó, yeah. thì tôi nghĩ là truy tố khó hơn anh gần thẳng, tại vì đó là à. chuyện cá nhân, chuyện cá nhân anh truy tố rất là khó, nó ảnh hưởng đến campaign của mình có, nhưng mà để liên quan đến chuyện hình sự đó, khó đó, à. tức là trong đây họ phải có bằng chứng là ngoài cái chuyện này có chuyện khác nữa, dạ vâng. tức là qua luật sư của anh là có chuyện khác nữa. Dạ vâng. Thì chúng ta biết rằng là hồi năm 2016 nó có hai vụ xảy ra. Thứ nhất là ông Trump có nhờ ông Michael, à, ông luật sư gọi là luật sư riêng của ông, ông Michael Cohen trả 130 ngàn cho cô uh, Stormy Daniel. Là, đây là cô Stormy Daniel, kính thưa quý giám. Vụ thứ hai là cái tờ nè, tờ báo lá cải tên là National Enquirer là giá, ông giám đốc công ty này đã trả có một cái cuộc thương lượng trả cho cô Karen McDougall là một người mẫu của tờ Playboy với số tiền 150 ngàn mua bằng mua sự im lặng của cô này bằng cách là mua câu chuyện của cô này trả cô này 150 ngàn nhưng mà không bao giờ đăng có câu chuyện của cô này coi như là mua luôn sự im lặng thì cái ông giám đốc của công ty uh, của AMI mà đã có sự hồ, sở hữu của tờ National Inquiry á, có liên lạc với ông Cô Hinh và ông Cô Hinh nói rằng là anh cứ chi đi 150 ngàn đi chúng tôi sẽ trả lại và sau đó thì 100 năm theo cái bản tin và cũng như là cái tài liệu của tòa thì có có cái vụ trả 150 ngàn đó cho cô Mark Nhưng mà cái sự kiện này đó, kính tưởng giả nó, nó xảy ra trước trong và trong cái cuộc mà tổng tuyển cử 2016 tại Hoa Kỳ. Vài, vài một tháng, hai tháng trước rồi, chứ không lâu. Thì cái sự kiện này người ta nhắc làm người ta nhắc đến một cái sự kiện khác là ông John Edward là ứng cử viên của Đảng dân chủ trước đây cũng đã sử dụng tiền để mua sự im lặng của một người phụ nữ mà à, mình không mình không không nói vợ bé này để nó, nó hết kỳ. Đúng rồi, mistress. À mistress là là một người tình nhân. Tình nhân có bầu với ổng mà trong ừ. lúc ổng đang tranh cử tổng thống. À, ứng cử viên tổng thống thì ổng bị truy tố. Nhưng mà phía bên tòa không kết tội được ổng. Đúng rồi, kết tội em được. À như vậy cái câu hỏi đặt ra là hai cái sự kiện này khác nhau chỗ nào? vấn đề là cái cái vấn đề là cái tiền đó anh từng thắng nó có yeah. liên quan đến vấn đề campaign money không? Dạ. Yeah. Cái, cái 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 chuyện ở đây là cái chuyện tiền là chính. Anh phải rất ư là rõ ràng trong tiền bạc là nếu anh xài tiền riêng của anh đó. Dạ. Yeah. Hoặc là anh xài tiền của công cộng hoặc là tiền campaign của anh anh khó hoặc là anh đi lại đó anh yeah. giải quyết chuyện này bằng cái gì? Để anh yeah. giải quyết chuyện này anh xài tiền campaign hay là anh xài tiền riêng của anh? Dạ yeah, vâng. Nó nằm ở chỗ đó một một mờ mờ chỗ đó đó. Yeah. Nếu mà anh xài cái gì mà liên quan tới lạm dụng cái công quỹ của người ta đóng tiền cho anh trong vấn đề tranh cử đó. Anh vấn đề à, thì, thì cái vụ ông John Edward ở gia nó xảy ra năm 2008. Thì cái vụ này là nó như thế này, nó có hai người, như anh nói đó, hai người ủng hộ ông John Edward bỏ tiền ra gần một triệu mấy kim để mua sự im lặng của cái cô mà gọi là tình nhân của ông John Edward. Lúc bây giờ chúng ta biết là ông John Edward, ông có người vợ, người vợ đang bị ung thư. Thì khi ra tòa đó, ông John Edward, ông nói rằng là vợ tôi bị ung thư. Tôi không muốn cái chuyện tôi dính líu với, với bà, khác bà khác ảnh hưởng đến tâm lý của vợ tôi. Thì người thì phía bên uh, tòa đó họ thấy đó cái cái lần đầu tiên đó, hai người ủng hộ đó, hai người ủng hộ mà đóng tiền cho ông đó, đó, đóng tiền cho cho cái cô kia đó. Thì chúng ta không biết rằng là hai người ủng hộ ông mà đóng tiền cho cô kia có được gọi là dùng quỹ tranh cử hay không? Cái vấn đề đây là hai người à, ủng hộ qua chuyện gì? ủng hộ thôi. À anh à. không. Nếu ủng hộ nghĩa là ủng hộ vấn đề tổng thống không? thì à. anh có thể nói anh có thể lý luận được là tại vì họ là người ủng hộ tôi à. tiền này họ cho tôi để campaign bây giờ họ lấy tiền này họ cũng có tiền campaign tôi để họ cho nhưng mà đúng kia. rồi họ không đưa qua ủy ban tôi mà họ không có ủy đưa, đưa thẳng cô, cô kia đó nhưng mà cái đó là tòa cãi được đó dạ. là là là, là tiền này là mấy người kia bảo là không tiền này không liên quan đến vấn đề tranh cử đúng rồi tiền của ổng hả đúng không cái, cái cái nhân chứng mà đầu tiên đó mà đóng cái số tiền cho cái cô vợ cái cô tình nhân đó đó nó xảy ra một năm trước khi có cái cuộc bầu uh, tranh bầu cử sơ bộ của đảng, cái người thứ hai đó đóng phần còn lại cho cái cô tình nhân đó xảy ra sau khi ông John Edward rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống, nghĩa là ông rút lui rồi thì cái ông kia ông mới trả thêm 500 trăm ngàn cho cái cô tình nhân kia như vậy rõ ràng luật sư họ nói rằng là rõ ràng cái lần đầu tiên á cái không liên tiên. quan đến vấn đề bầu cử không liên quan à bầu cử tại nó xảy ra trước khi có cuộc bầu cử mà lần thứ hai là sau khi ông rút lui rồi chứ không phải trong lúc ông còn đang tranh cử. Giữ. đó cái sự khác biệt á, là ở cái chỗ đó đó thì ông cho nói ông nói rằng là rõ ràng sự khác biệt nó có đó cho nên cái sự im lặng của cái cô tình nhân kia là để cho vợ tôi không bị đau đớn trong lúc bà bị ung thư. Vấn đề là cái nguồn tiền nó đó, đó là không phải vấn đề trong của tranh cử. Đó tại đúng vì nó không vậy. ảnh hưởng tới vấn đề tranh cử ở đây. Và dạ. có thể là người bạn nào đó của ông, dạ. à, thích ông, dạ. à, là fan của ông, đúng rồi. Anh à, nam tức dạ. là người ái mộ ông. Rồi dạ. à, tại vì trước khi tranh cử mà. Dạ. Và một cái nữa là sau khi tranh cử thì đâu có lời lọc gì nữa đâu. Đúng rồi, ông không có tranh cử nữa thì rõ ràng là cái ông kia mà ông ông có đưa cho cô kia 500 trăm ngàn chăng nữa đó thì cũng là xong. Ông đã không còn tranh cử nữa thì rõ ràng đó là hai chuyện nó không ảnh hưởng đến đúng, cái vấn hai chuyện vấn đề khác nhau còn cái chuyện Stormy Daniel của ông Donald Trump là bị liên quan đến vấn đề đang đó, đó 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 và cái, cái tiền này ở đâu ra nguồn tiền này ai trả trả ở đâu ra cái đó là chúng ta cái, cái cái chi tiết tòa thì chưa chưa có công bố những cái lời khai nhưng đó nhưng mà cái người luật sư của ông Donald Trump á đã đi, rồi. đi tù rồi tức là ông này đã bị truy tố về tội lấy tiền vận động tranh cử đó. Yeah. Tức là ông kiếm cách ông lấy tiền trong đó, là chứ không phải tiền cá nhân của ông Donald Trump. Yeah. Bây giờ đó, luật sư làm vậy thì yeah. cái người ra lệnh ông luật sư làm là ai? Hay là luật sư tự động làm? Ông Michael Cohen, ông riêng ra tòa đó, ông khai đó là ông Trump ra lệnh cho ông làm. Ông bỏ tiền túi của ông ra để ông trả cho cô Stormy Daniel. Rồi sau đó cái, ông cái, Trump cái, cái, ký trách lại cho ông. Cái chuyện mà ông, ông luật sư của Donald Trump đó, mà tự động bỏ tiền ra để cho giải quyết chuyện này mà theo lời ông trump họ, đó lời khai của ông không 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 theo lời ông trump đó à. chuyện đó rất là khó tin thắng luật sư họ làm họ phải có cho thanh chủ họ phải có lệnh của thanh chủ dạ. và tiền đó thanh chủ là thường là phải trả chứ luật sư ít khi nào mà ứng tiền ra cho cái người thanh chủ mình lắm họ dạ. hầu như là không có thằng thắng dạ. rất là số tiền lớn vậy số tiền số tiền ờ, nhỏ số tiền lớn chứ cho nên trừ khi cái người thanh chủ đó bảo anh ứng trước giùm tôi đi dạ rồi tôi sẽ trả lại người đến thăm chủ phải ra lại chứ không có tự động khi không đoàn thương đoàn... ông trump ông cho tiền. Yeah, trước đây đó cái bản tin á thì ông mai cầu cô hình ông có nói và ông có đưa luôn cái trách là ông cầm ký ông trong ký cho ảnh có số tiền đó cho nên chính vì vậy mà bây giờ chúng ta không biết rằng là đại bộ thống đoàn họ đã nghe những gì ông đọ câu khai trong những ngày vừa qua thì chúng ta sẽ chờ xem cái khi mà tòa tuyên bố tất cả những cuộc điều tra đó, thì chúng ta sẽ. Đó là ông. Hơn. Trump, trả lời bà là tiền, đó phải là tiền của trong quỹ tranh cử đang đừng đắn đâu. Cái vấn à. đề là họ có bằng chứng gì? Phải có rồi họ mới truy tố. Đúng. Bên phía chính phủ họ có họ mới truy tố. Tức là theo anh thì ở phải có họ mới truy tố. lý của Mayhatten phải ở có họ mới truy tố. Không có họ không truy tố đâu. Nhưng mà như thế này thưa 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 anh phủ và thưa quý khán giả, ông Mike Pence là phó tổng thống của ông Trump á, ngày hôm qua đó, ngày hôm cuối tuần á, ông có trả lời trên đài truyền hình ABC ông nói rằng ở New York đó có nhiều cái vụ vụ án, cái vụ vụ có nhiều vấn đề uh, gọi là giết người rồi sát nhân xảy ra lắm. cái đó là những ưu tiên quan trọng. tại sao không lo cái vấn đề đó mà đi lo, lo lo giải quyết cái vụ ông Trump? Theo anh thì có đúng không? cái chuyện mà đúng luật lúc nào cũng có những hồ sơ rất là nghiêm trọng anh thường thắng. Yeah. nhưng mà những người nổi tiếng đó, ở đây nổi tiếng đó thì thường thường đó họ có thể viện cớ là tại vì tôi có tiền tôi có thể làm chìm xuồng vụ này được à. à tôi có thể bỏ làm cách nào có cái sự ảnh hưởng của tôi để vụ này không để ý tới yeah. nếu mà anh làm như vậy anh không để ý tới những người như ông donald trump đó thì là những người có thế lực trở thành không phải nước mỹ nữa. tức là ai cũng nằm trên luật pháp được nếu mà anh có thế à. lực chẳng à. lẽ tại vì ông đã từng cứu tổng thống mà sau này đã làm sai thì mình không làm gì ông sao và mình lo những chuyện khác hay không cái vấn đề đây là mình muốn làm gương cho tất cả những nhà chính trị ở bên Hoa Kỳ là không ai nằm trên luật pháp, không ai thượng tôn luật pháp. Ai phải thượng tôn luật pháp, ai cũng phải tôn trọng luật pháp hết. Anh càng chức vụ cao bao nhiêu, anh càng phải để ý kỹ bao nhiêu. Thà anh không phải là chức vụ cao. Nhưng tại à, sao ông ông Nixon không bị truy tố? Ông từ chức mà anh từng thắng. Ồ, oh. anh thấy không? Ông từ chức trước khi ông bị truy tố mà. À rồi xong cái xong ông Ford ông, mới... ông lại tha tội cho ông tổng thống nếu như uh, ông, Nixon. ông Ford không tha tội thì ông, ông ông Nixon vẫn bị truy tố. ông Nixon có thể bị truy tố sau khi ra khỏi cái chức chức vụ tổng thống đó từ chức nữa anh đừng đâu anh có nghĩ là tại vì ông Ford tha tội cho ông Nixon mà bị mất thất một, cử không một cái pardon đó tôi không nghĩ cái thời gian đó là tại vì ông Nick ông ông Ford ông 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 pardon, ông ông uh, châm chế cho ông tổng thống Nixon mà ông bị chuyện đó đâu tôi không nghĩ chuyện đó đâu à. À, tôi nghĩ là chuyện cái chuyện mà cái xu hướng của dân Hoa Kỳ cái thời thời, cái thời nó đó, nó khác nó khác dạ, vâng tại vì coi như là cái cái cái, cái cuộc chiến Việt Nam cộng thêm tất cả những yếu tố cái thời gian lúc đó nữa dạ. à, và ông Nixon ông đã chúng ta cũng biết chuyện là ông kêu kinh rơi qua cái... thương lượng với Trung Cộng rồi, rồi theo. Dạ. và cái chính sách của Đảng Cộng Hòa cái lúc đó đó họ thấy không còn hấp dẫn nữa. cho nên dân, dân chúng họ lại bầu cho ông Carter à vâng vâng trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay từ xin mời quý gia theo dõi phần thông tin thương mại đại trường hình SPTN chúng ta sẽ trở lại một giây lát Vâng vừa rồi là phần thông tin nước ngoài đại truyền hình SPTN. Sau đây đường nắng và luật sư Đô Phủ sẽ được trả lại của giải trong phần bình luận tin tức của SPTN. Một cái tin tương đối cũng rất là nóng kính thưa quý vị xảy ra vào cuối vào ngày hôm thứ hai đó là cái việc ông Tập Cận Bình đã đến thăm ông Putin à, uh, trong cái chuyến công du uh, kéo dài 3 ngày. Người ta nói rằng là tại sao ông Putin đã bị uh, coi như truy nã và tuyên bố là một tội phạm chiến tranh mà tại sao ông Putin à, uh, ông ông Tập Cận Bình vẫn phát mặt vào bên nó gặp một kẻ đang bị truy nã như thế này. Cái đứa giả thì có nhiều người nói rằng là một chuyến đi như của ông Tập Cận Bình không phải nó xảy ra trong 24 tiếng. Có thể họ đã được chuẩn bị cả mấy tháng trước rồi. Thì bây giờ ông đi thì không phải đi. Nhưng mà câu hỏi đặt ra theo nhận định thì liệu trong cái chuyến đi này ông Tập cũng như ông Putin có đạt được kết quả gì không? Ông ông Putin và ông Tập Cận Bình đó thì cái chuyện mà ông bị truy tố đây từng tháng là cái vấn đề mà tòa án quốc tế về vấn đề mà của nhân loại đó về vấn đề hình dạ, sự đó. Dạ, dạ vâng. Họ vi phạm tòa ác nhân loại. Đó. Vi phạm tội ác nhân loại đó họ đưa ông Putin là người vi phạm. Dạ. Ông Putin đó, ông không coi tòa án đó là gì hết trơn nó tại dạ. vì thường thường cái tòa án đó anh phải ký nhận vô mà anh anh, anh 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 coi như là anh tôn trọng cái lệnh đó. Ông Putin này anh biết rồi. Ông này là dân không có tôn trọng đó. Đồng không? ý, đồng ý, nhưng mà anh anh biết cái vụ ông Milosevic ấy, tổng thống Serbia trước đây đó. À, lúc ông còn Sau đó bị tổng thống đó. đó. Lúc mà khi mà chế độ thay đổi đó. Serbia muốn trở thành thành viên của EU, họ bắt phải ký. EU bắt à. Anh phải giao nộp ông Milosevic. Cái đó cái đó là vấn đề chính, chính trị là Đúng họ rồi. bắt đó, nhưng mà trong hiện giờ ông đang đang cầm quân trong tay, đồng ý, đồng đang đồng thì, ý. thì thì ông có thể ông không có tôn trọng cái bản án này và à, đồng đồng ý không và thế, thế, thế giới cũng và, và thế giới cũng biết là ông này là thuộc loại mà ông đồ tệ rồi, yeah. thì thấy không? Yeah. Cho nên á, cái ông đồ tệ này á, ông có những cái thế chính trị mà ông phải gặp ông tập cận bình. Yeah. Hai tay đồ tệ chính trị. Yeah. Về vấn đề đồ tệ chính trị ở đây là tại có, có có tham vọng về bá quyền đó. Một yeah. bên là có bá quyền về vấn đề mà vùng đông nam á. Yeah. Một bên là muốn bá quyền về vấn đề châu âu. Yeah. Hai tay này phải gặp nhau. Yeah. Để vào tạo lập cái liên minh chứ? Dạ. Yeah. Lập cái liên minh họ là liên minh gì? và liên minh của những người này nó gọi là những nhà độc tài yeah. một bên là độc tài qua cái đảng một đảng cộng sản yeah. một bên thật sự là họ nắm cái độc tài của họ qua cái quyền lực họ thu thập được từ những người nằm dưới chính quyền của họ yeah. thì hai bên phải gặp nhau thôi yeah. tôi nghĩ là phải gặp nhau thôi cái vấn đề là họ đặt ra mục tiêu họ có thu thập được một mục tiêu gì hay không và trung cộng nhìn lại đó là cái sự buôn bán của trung cộng với lại vấn đề kinh tế của trung cộng đối với lại thế giới đó bên tây âu đó thì cái nào bạn hơn nhiều hơn thì đó, đó đó cái câu hỏi đặt ra là liệu ông tập cận bình có gọi là chấp nhận cái rủi về mặt kinh tế buôn bán với cộng đồng Trung Âu châu buôn bán với hoa kỳ và cũng như ở các quốc gia trên khác nếu trong trường hợp ông tập cận bình gọi là tung hê ra để ủng hộ ông ông putin mà đưa đến cái việc mà hoa kỳ và cũng như liên âu và cộng đồng thế giới phải đưa đến cái việc mà phong tỏa kinh tế và Liệu ông, ông tập cận bình dám làm điều tôi đó nghĩ không? Là ông đó ông không dám làm thắng ông ông cái vấn đề kinh tế là trung cộng đang bị xuống về vấn đề kinh tế tại vì sau cái thời gian đóng covid yeah. thứ nhì nữa đó là Lý sinh bin tập cận bình muốn hoa muốn trung cộng trở lại cái vị thế là vấn đề mà có quyền lực và có tiền bạc yeah. thì họ phải mở kinh tế và cái kinh tế họ phải trở lại cái thời đó là làm sao vũ phương tây tiếp tục xài cái nguồn mà dân của trung cộng để yeah. họ có tiền yeah. nếu mà ông phu lưu với lại ông putin tôi nghĩ là ông đã thấy rồi là phía bên châu Âu sẽ có những cái thái độ về vấn đề kinh tế đối với lại Trung cộng. Dạ Vai người vâng. ngọ lớn lắm. Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng thì như anh vừa trình bày đó thì cái người cái việc mà phiêu lưu của ông Tập Cận Bình có thể phải trả giá về kinh tế. Mà nói cho đúng ra đó là một phần nào đó đã bắt đầu có sự trả giá rồi. Là chúng ta cũng biết rằng là cái như ông hưởng lợi trong vụ này không ai khác hơn là Cộng sản Việt Nam. Tại sao từng đang nói Cộng sản Việt Nam? Là bởi vì khi mà Hoa Kỳ và Trung Cộng đang có những cái mâu thuẫn rất là nặng nề. Hiện tại đã có rất là mâu thuẫn, mâu thuẫn về Ukraine, mâu thuẫn về Ấn Độ Thái Bình Dương, tất cả mọi thứ. Thì tất cả những công ty tư bản của Hoa Kỳ bắt đầu lo ngại về cái sự mâu thuẫn đó và họ đã di chuyển tất cả những cái, một số cái nhà máy của họ ra khỏi Trung Cộng. Bằng cỡ sáng ngày hôm nay, tin mới nhất là Trung chính quyền Trung Cộng cấm các viên chức Trung Cộng sử dụng iPhone. Tức là họ có thể sử dụng những cái phone mà Android mà do họ sản xuất thôi và nhưng mà không xài iPhone có nghĩa là iPhone sẽ mất đi một thị một số thị phần ở Trung Cộng. Trong khi đó thì chúng ta biết là trong tuần này thì ở Việt Nam sẽ có một cái một cái uh, hội uh, một cái một cái buổi họp mặt gọi là hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ khối Asian tổ chức cho các nhà uh, đầu tư của Hoa Kỳ và thế giới gặp nhau tại Việt Nam. Thì cho biết là trong tuần này kính thưa giá SpaceX của Elon Musk nè, Boeing nè, Netflix nè và những công ty về quốc phòng chẳng hạn như là Lockheed nè và Bell sẽ có mặt tại Việt Nam để mà có thể là trong tương lai họ sẽ đặt những cái nhà máy tại Việt Nam hoặc là họ đang tìm cách lô kéo Việt Nam mua những sản phẩm của họ chẳng hạn như là SpaceX muốn hoặc muốn Việt Nam bắn những cái hỏa tiễn những cái gọi là vệ tinh sử dụng hỏa tiễn của SpaceX còn Lockheed Martin thì muốn bán máy bay trực thăng cho cộng Việt sản Nam. Việt Nam và Boeing muốn sản xuất thành lập một nhà máy ở, ở Việt Nam như họ đã từng thành lập một nhà máy lắp ráp ở ngay tại Singapore thì có nghĩa rằng là, là trong cái cuộc cờ này đấu đá giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng và cuộc chiến Ukraine kẻ hưởng lợi trong trường hợp này là cộng sản Việt Nam cái đó là cái mà chuyện mình thấy rõ ràng là cái chế độ độc tài cộng sản đó yeah. những người con ông cháu cha họ sẽ được hưởng nữa. Yeah. tức là những người mà nằm trong đảng cộng sản sẽ được hưởng chuyện này yeah. hưởng rất là nhiều trong những cái thành quả về vấn đề kinh tế tại vì cái sự mâu thuẫn của châu âu đối với lại trung cộng yeah. cái nó trở lại cái chuyện muôn đời là cộng sản việt nam biết chuyện này và yeah. họ rất khôn yeah. họ không có ngả theo hoa kỳ họ yeah. họ sẽ lợi dụng cái chuyện mà em trả em trả đâu <laughs> Đúng rồi. Anh, anh đâu năm không chính sách năm à, không để, yeah. để để tiếp tục đó để tiếp tục có những cái mối lợi đó yeah. mà nếu mà anh nhìn vào cái phương diện cộng sản là thông minh Yeah. thật sự là thông minh chứ phải là không phải là thông minh trong cái chuyện mà chính sách của đảng cộng sản yeah. à, cái mà giờ của họ là họ càng đi theo cái đường đó bao nhiêu và không chịu tách rời ra đó thì họ càng bị anh trung cộng kèm bấy nhiêu yeah. và những cái chiêu mà kèm của anh trung cộng đó tại vì không chúng ta không có nằm trong nội bộ của đảng cộng sản yeah. chúng ta biết là những cái chuyện mà trung cộng kèm và cái 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 hù dọa của của trung cộng đó việt nam sẽ không bao giờ thoát được chuyện đó yeah. nếu không dứt ra khỏi cái, cái 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 chuyện mà ảnh hưởng với trung cộng mà tuyên bố là tôi đi theo phương tây sẽ không bao giờ bị cái câu hỏi đặt ra là liệu cái chính sách những gọi cái phong trào gọi thoát chung mà một số những người như các nhà gọi là à, dân chủ ở trong việt nam phát động đó liệu đây có cơ hội cho cộng sản việt nam thoát trung hay không chúng ta biết là có hai phe đó dạ. và cái phe thoát chung tức là phe muốn không thanh trung cộng nữa để dạ. cho dân tộc việt nam được độc lập đó dạ. phe đó đang bị trù dập đó mà mỗi lần mình nói như vậy thì cái phe mà theo thân trung cộng ở trong trong nước vẫn còn rất mạnh, đặc biệt là cái phe đó chúng ta đang nhìn theo cái bàn cờ quốc tế nhất là trong cái vụ mà uh, chính trị bộ của cộng sản tới ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái dạ. phe nguyễn phú trọng là cái phe mà đang thành với trung cộng đó. Dạ, vâng, đó là một trong cái lý do tại sao mà trong những ngày vừa qua thì nó... một những cái chuyện mình có thể nói là nếu mà phương tây đó mà đầu tư Việt Nam càng ngày càng nhiều thì liệu cái ảnh hưởng đó có kéo được anh cộng sản Việt Nam về phía Hoa Kỳ không? Đó là cái câu hỏi đó là câu hỏi kinh thưa quý khán giả nhưng mà chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua cái uh, tất cả cái hệ thống quân đội sĩ quan từ cấp tướng đến cấp tá cho đến cấp đến cấp dưới sau này đó đều là được đưa qua bên trung cộng để mà đào tạo và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là cái việc thoát trung nó không đơn giản và dễ dàng là bởi vì tất cả cái đó nó bị kèm kẹp bởi cái hệ thống quân đội của phía bên cộng sản việt nam đúng và những người an. mà anh từng thắng những người mà làm trong hệ thống công an của cộng sản đó yeah. không được đi nước ngoài nhá đúng rồi cấm á cấm á không cho không cho Dạ đúng là như vậy đó là cái tình hình của liên quan đến um, cuộc chiến uh, cuộc chiến ukraine và cũng như cuộc chiến của uh, hoặc và cái, cái sự cái sự nghe là coi như là cái mâu thuẫn giữa hoa kỳ và trung và trung cộng đã giúp cho cộng sản Việt Nam trong những ngày vừa qua có được thêm một cái gọi là một cái một cái từng tháng gọi là ngư ông hưởng lợi trong trường hợp này và chính vì vậy mà trong cái chương trình kỳ kỳ trước đó khi đàn nắng nói với cái việc mà khi tư bản đỏ khi có nhiều người đó họ mà dùng danh từ là activist activist là những nhà hoạt động đó thì họ chỉ nhìn vấn đề như dưới con mắt của một người hoạt động thôi khi họ nhìn thấy vinfast mà đi qua bên singapore đó thì họ bảo là khi tư bản đỏ tháo chạy nhưng mà họ quên mất một điều là để có thể bước qua cái thị trường Việt Nam thì họ phải đi qua ngã Singapore. Cái đó là một cái đường. Đó là một trong cái cách họ làm và dĩ nhiên ở đây mình không nói là họ thông minh hay không thông minh nhưng mà khi mà nhìn vấn đề mình phải nhận định cho nó đúng chứ không thể nhận định theo cái kiểu vu vơ rồi bây giờ đó sau khi tư bản tháo chạy rồi thì bây giờ nó bán xe ở bên Mỹ này thì lại không nói là tư bản tháo chạy mà nói ô oh, xe nó lái xe dở quá xe nó thế này thế kia rồi trong công ty nó có mấy người nghỉ việc nếu nó tháo chạy thì làm sao có cái chuyện nó bán xe bên đây mà nó có mấy công ty mới nghỉ nghỉ việc anh à, thấy không tất cả những cái gì nhận định đều hoàn toàn sai hết đúng và những cái nhận định của cộng sản việt nam đó những cái chuyện nói chuyện họ nhìn vô cái chính sách đó và đặt vào những cái chuyện mà họ suy nghĩ với anh tự thắng như à. vậy thôi chứ thật sự cái 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 chuyện chính là chúng ta phải nhìn vô cái bàn cờ mà hiện giờ đó nếu mà hoa kỳ trung cộng việt nam và chúng ta là người mỹ đó Dạ. Yeah thì nếu người Mỹ nói chung đó thì dạ. cái chuyện mà anh Việt Nam làm một chuyện nhỏ thôi chúng ta có thể có thể làm sao mà kéo anh Việt Nam về chúng ta chứ tại vì không có cái cảm tính của một dân tộc mà bị đèn áp bởi cộng sản tại dạ. dân Mỹ mang từng tháng dạ, đâu dạ. là làm thế nào để mình kéo cái cái, cái, cái tách rời cái, cái, cái ảnh hưởng đó ra và để mình hù dọa anh Trung Cộng đúng rồi. nhưng mà mình là người Việt gốc Việt đó, thì chúng ta rất đau lòng là tại vì đây là cơ hội cộng sản Việt Nam tiếp tục đàn áp dân Việt Nam. Dạ vâng, dạ đúng là như vậy kính thưa ông già. Rất tiếc và thời gian không có nhiều. Một lần nữa tôi nói xin cảm ơn. À. Luật sư Đỗ Phủ và xin cảm ơn quý nhà của SPTN và xin hẹn quý nhà vào tuần sau cho đại đại truyền hình SPTN. Xin kính chào quý vị.